các bạn đã đến với chương trình phỏng vấn du học sinh của MEP sau khi các bạn có visa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Nhàn, một trong những du học sinh rất ưu tú của MEP tại trường đào nữ Sung Sin. Nhàn thì đã được visa thẳng và bạn là một câu chuyện rất là thú vị, bởi vì Nhàn đã có top pick 3 rồi nhưng bạn quyết định đi học tiếng, sau đó bạn sẽ lên chuyên ngành. Chúng ta cùng tìm hiểu hành trình của Nhàn đến với MEP cũng như đến với trường đào nữ Sung Sin nhé. Chào Nhàn. Dạ, em chào chị ạ. Chúc mừng Nhàn hôm nay đã có visa rồi. Cảm xúc của em bây giờ là như thế nào? Dạ, em rất là vui ạ, tại vì em không ngờ là có visa nhanh như vậy. Nói chung là mới ra cốt khoảng một tuần sau là đã có visa rồi. Em thì là được nộp cốt cho thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng rồi. Chị thấy như vậy đó cũng là một trong những lý do mà cốt được trả ra rất là nhanh là đúng hạn. Dạ. Chị hỏi một câu nhé, bởi vì em thì đã có topic 3 rồi. Dạ, thực ra là một số bạn có topic 3 thì MEP có thể hỗ trợ các bạn apply thẳng vào hệ đại học. Thì đi là sau đại học ở Hàn Quốc, mà tại sao Nhàn lại muốn đi từ lộ trình là em lên hệ tiếng sau đó lên sau đại học? Dạ. Thì nói thật ra thì so với các bạn khác thì em có topic 3 thì sẽ có lợi thế hơn để mà lên chuyên ngành. Nhưng mà để mà em muốn tiếng mình chắc hơn và có một cái sau này mình dành học bổng nhiều hơn, nên là muốn học tiếng lại để mình cải thiện tốt hơn ạ. Khoảng trong vòng 6 tháng đến 1 năm là được. Chị nhớ là topic 3 của em cũng như là cái thành tích rất là xuất sắc ở hệ đại học cũng như là hệ cấp 3 của em. Dạ, thì cũng là một điểm nổi trội để em có thể đỗ vào nữ Sung Sin. Bởi vì như các bạn biết, nữ Sung Sin là một trường top 1 và năm nay trường thì tiếp tục trụ ở top 1. Điều kiện tuyển sinh của trường cũng rất là khó. Dạ. Trường yêu cầu là các bạn phải có khả năng tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn rất là tốt. Điều kiện tài chính gần như là hoàn hảo. Đặc biệt là trường đưa ra yêu cầu đóng băng case study 10.000 đô giống như một trường top 3. Dạ. Và nữ Sung Sin hiện nay là trường duy nhất theo yêu cầu và điều kiện này. Thế thì điều kiện gì để em quyết định là mình phải đến nữ Sung Sin chứ không phải là một trường nào khác? Dạ, trước khi mà em nộp vào trường Sung Sin thì em đã tìm hiểu thì trường đào tạo tiếng khá là tốt và nằm ở trong trung tâm Seoul, như vậy thì mình sẽ được học tiếng chuẩn hơn. Với lại là cơ sở vật chất khang trang, ký túc xá rất là xịn. Ký túc xá xịn và với lại là chế độ học bổng ok, nên là em quyết định nộp vào trường Sung Sin. Chị nghĩ rằng là thực ra Sung Sin cũng là một trong những điểm đến rất là tốt cho những hồ sơ phải nói là xuất sắc và không có một vết nào như là của Nhàn. Thì chị nghĩ rằng là quá trình học của em tại trường nữ Sung Sin cũng sẽ rất là siêu thuận, vì em đã có sự chuẩn bị tiếng tốt ở Việt Nam rồi. Mình cũng sắp lên đường rồi, lịch bay của em sẽ là ngày sau ngày mai đúng không? Như vậy là trước khi mà lên đường thì em có lời nhắn gì dành cho bố mẹ mình ở Việt Nam không? Em rất là cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ con đường du học của em và chuẩn bị đầy đủ cho em đi học. Một trong những điểm mà MEP đánh giá rất là cao ở bộ hồ sơ của Nhàn đó là nền tảng gia đình của Nhàn rất là tốt. Các anh chị em của em đều học rất là giỏi. Và nó cũng là điểm mà các thầy cô cũng là tích và một dấu cộng cho Nhàn khi mà phỏng vấn em cũng như là xét duyệt bộ hồ sơ của em và xin code cho em. Chúc Nhàn với một nền tảng gia đình như vậy cũng như là một sự chuẩn bị vững vàng của tiếng Hàn thì khi sang Hàn em cũng sẽ nhanh chóng trở thành một trong sinh viên xuất sắc nhất của trường Sung Sin lên chuyên ngành có nhiều học bổng nhất nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn Nhàn đã chọn MEP và đồng hành cùng MEP. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP và trường nữ Sung Sin nhé. Chào các bạn.